Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, thì việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI đang là vấn đề khó đối với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Và Bắc Giang cũng nằm trong top chỉ số CPI giảm mạnh trong mấy năm gần đây. Trong một câu chuyện kinh tế kỳ này, phóng viên của chương trình sẽ phản ánh rõ hơn bức tranh chỉ số CPI của Bắc Giang và các biện pháp triển khai thực hiện nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Giang trong thời gian tới. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020, gắn với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên đến 80%. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án trên khoảng 229 tỷ đồng. Mục tiêu tổng quát của đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào Việt Nam. Đề án tập trung tổ chức nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015, 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong giai đoạn này, nhóm giải pháp này sẽ thực hiện 4 nội dung, gồm chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước, chương trình xây dựng mô hình thí điểm và điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào Việt Nam, chương trình xây dựng kho phân phối hàng Việt Nam tại địa bàn nông thôn, chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững. Cụ thể, 9 chỉ số thành phần của tỉnh Bắc Giang so với năm 2012 cho thấy có 5 chỉ số tăng, đó là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, đào tạo lao động, tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh và tiếp cận đất đai đều tăng từ 0,12 điểm đến trên 2,3 điểm. Điều này chứng tỏ công tác hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hỗ trợ về pháp lý, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp đã được quan tâm và có bước tiến bộ. Các lĩnh vực thiết chế pháp lý, đào tạo lao động, tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh, tiếp cận đất đai đã được cải thiện. Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa Việt Nam thuộc tập đoàn Bowway. Được biết, công ty được thành lập năm 2008, chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh nhà tắm, nhà bếp cao cấp, với tổng vốn đầu tư lên đến 200 triệu USD trên tổng diện tích 15 hectare tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng. Các sản phẩm mang thương hiệu Italisa được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, công suất đạt 20.000 sản phẩm một ngày. Quá trình sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2008. Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và hàng Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm sen vòi cao cấp Italisa đã có mặt trên thị trường 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Italia, Pháp, Trung Đông, Dubai, Ấn Độ. At Italisa, for every staff, even for designer, we emphasize function. Quá trình sản xuất tại Việt Nam, công ty đã được Ủy ban dân tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp chúng tôi nói riêng, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Hiện nay các sản phẩm mang thương hiệu Italisa được thiết kế và sản xuất bởi đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên thiết kế giàu kinh nghiệm, từng bước làm việc cho công ty, tập đoàn lớn trên thế giới về lĩnh vực thiết bị vệ sinh. Toàn bộ máy móc, thiết bị công nghệ được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia hàng đầu thế giới, sản xuất đồng bộ tại nhà máy từ khâu thiết kế, tạo khuôn mẫu, tạo lõi khuôn cát, đúc thân gia công, đánh bóng, mạ điện, thí nghiệm, tính năng cho tới khâu lắp ráp hoàn thiện. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hệ thống máy móc công nghệ tiên tiến cùng quy trình sản xuất và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, Italisa tự hào là nhà cung cấp thiết bị vệ sinh chuyên nghiệp cho các thương hiệu hàng đầu thế giới. Trải qua 6 năm kinh doanh tại Bắc Giang, công ty Italisa Việt Nam không ngừng chuyển giao công nghệ và được các chuyên gia hàng đầu thế giới từ Italia đào tạo về chuyên môn, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu mã thiết kế cho các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên thiết kế và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có tay nghề cao, đáp ứng với nhu cầu sản xuất các sản phẩm, đảm bảo kỹ mỹ thuật của thị trường. Chính vì vậy mà trong suy giảm kinh tế thế giới năm vừa qua, công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Italia, Pháp, Trung Đông, Dubai, Ấn Độ.
Tại thị trường Việt Nam, tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Italisa sẽ có mặt tại 63 tỉnh thành với hàng nghìn cửa hàng phân phối và bán lẻ, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Thì tôi cảm thấy công ty từ trước tôi vào đây cũng đã gần được 3 năm với chế độ phúc lợi, với tất cả vừa về cái quan tâm với những người lao động như chúng tôi thì tôi cảm thấy rất là thoải mái, kể cả về công việc. Nếu mà so với các công ty tôi cũng đã từng đi làm qua, nhưng tôi cảm thấy công ty của chúng tôi ở đây thì nói về kể về thì vĩnh lưỡng lĩnh vực quản lý đến những các công nhân thì tôi cảm thấy là ở đây người ta rất là quan tâm tới công nhân với những người lao động như chúng tôi. For Italisa, now we focus particularly focus in Vietnam. Because why we now particularly in Vietnam? Because now Vietnam is hiện nay chúng tôi đang tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp, quan tâm tới các sản phẩm chất lượng. Italisa sẽ tiếp tục phát triển và đẩy mạnh chất lượng sản phẩm và mẫu mã thiết kế theo tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng Việt. Mở rộng hệ thống phân phối trải rộng 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc, Trung, Nam, đảm bảo người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận với sản phẩm cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu được sản xuất tại Việt Nam với giá cả hợp lý và trở thành thương hiệu thiết bị vệ sinh hàng đầu tại Việt Nam. Second is because we are using lots of the very advanced. Cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa Việt Nam thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ở thời điểm này đã có dấu hiệu tăng trưởng sau suy thoái kinh tế. Có được kết quả trên cùng với sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp thì các biện pháp hỗ trợ đồng bộ của các ngành chức năng về hỗ trợ vay vốn ưu đãi, cải thiện môi trường đầu tư, miễn giảm thuế. Qua đó đã giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất.